Vào hồi 0 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7 tại sông Hồng, trên khu vực giáp giữa hai huyện Khói Châu và Văn Giang, đội 2 và đội 3 phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện bắt giữ hai tàu hút cát trái phép trên sông. Chủ tàu là Nguyễn Văn Định ở tỉnh Hải Dương và Nguyễn Văn Trung ở xã Dạ Trạch huyện Khói Châu. Thủ đoạn của các tàu hút cát này là hút trong khu vực giữa sông là nơi phân giới giữa hai tỉnh để gây khó khăn cho lực lượng chức năng qua kiểm tra chủ hai tàu hút cát không xuất trình được các giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản không có giấy phép và đang thực hiện hành vi hút trộm cát vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật